Đại dịch Corona đang truyền vào trong nước ta, đánh giặc Corona vì cuộc sống cho một nhà. Không đến nơi đông người để dịch bệnh dễ lan ra, nghi nhiễm cần kịp thời mau đi khám cách ly xa. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, người nghĩ là sung kích để quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Mọi người khi đi ra nên đề phòng cho chính ta, nhớ khẩu trang ta mang vì lợi ích ta an toàn. Nên nhớ khi đi về là cần rửa kỹ đôi tay, ai cũng vì cộng đồng không lây nhiễm Corona. Đánh giặc Corona, đoàn kết toàn dân ta. Đánh giặc Corona, từ trẻ đến người già. Đánh giặc Corona, ngày nghĩ là sung kích để quyết thắng đại dịch, hòa chung một bài ca. Hòa chung một bài ca. Đánh giặc Corona,